Em hôm nay đi cắt tóc thảnh thơi đi chơi đấy, nên là làm một vòng cùng với cả VinFast, làm một vòng chạy quanh phố để cho anh em ngắm phố phường Hà Nội nhá. Đấy, bây giờ con gái chuyển sang làm clip ngắm phố phường Hà Nội. Clip về xe thì xe VinFast thì dạo này lười làm quá, lười quay quá. Anh em thông cảm. Nhưng mà chắc chắn là đã hứa rồi là sẽ phải làm một cái video tổng hợp, thế nhưng mà chưa làm được, hai mươi mấy mục đấy sẽ nói nhưng mà hơi dài. Đấy, nên là chưa làm được. Còn một bài nữa là về xe President. Nhưng mà thôi, hôm nay là đưa anh em đi chơi ở trên VinFast với cả khoe quả đầu mới thôi nhá. Đấy, nào, bây giờ đi chơi thôi nào. Đi chơi nào. Đây. Đấy, êm ru như là nhá, VinFast êm ru như là. Cái bật cái điều hòa xuống thấp tí. Hôm qua nóng quá nên là bật lạnh. Đấy, rồi, ok. Đây, các anh em nhận ra đường này đường gì không? Đây là đường Hào Nam nhá. Hào Nam. Đấy, hôm nay Hà Nội là lúc nắng lúc mưa, trời rất là hay, rất mát. Đấy. Đây là đường Hào Nam. Ngày xưa cách đây khoảng độ chục năm thì cái đường này nó là một cái kiểu như là đường bé tí teo 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 như là đường làng ấy. Đấy, xong rồi nó đi dẫn vào cái đường Nhạc Viện Hà Nội, trông nó nhìn nó lồm cồm lắm. Thì bây giờ nó đẹp đẽ như này đây. Đấy. Giờ tôi phải đi vòng đây, tôi quay lại, tôi vòng về Royal City thôi. Đấy, vòng về Nguyễn Trãi nhé. Nhìn trên đường trên không này, đường trên quay đường trên cao này. Thì đường trên cao này là đây là điểm cuối của cái đường trên cao, cái đường mà nối từ Hà Đông vào đây đấy. Mà cái mà gọi là con rồng con rắn này mà nó bao nhiêu năm nay nó nằm im ở đây này. Đấy, thôi giờ tôi sẽ quay lại ở đây nhá. Đây là cái ga này, ga cuối cùng này, ga cuối cùng ở gần bến xe Kim Mã đây này. Đấy. Rồi bây giờ phải quay vòng ở đây. Đấy, ga Cát Linh này, ga Cát Linh là ga cuối cùng của cái con rồng nằm chết dẫm ở đây bao nhiêu năm rồi đây này. Đấy, vẫn chưa chạy được gì cả. Đó. Chưa chạy được gì cả. Đấy, con rồng lượn nhá. Đấy, bây giờ quay lại vào đi đường Hào Nam này. Đấy, cho anh em xa quê hương, xa Hà Nội thì ngắm nhá. Đấy, bây giờ để làm video clip về đường phố Hà Nội thôi. Đấy, xe rác này nó như thế này. Đấy. Xe rác. Đó. Con rồng, tôi sẽ đi dọc cái đường có con rồng này, có con rồng cuốn, rồng uốn ở trên đầu này. Đấy. Đấy là tàu đường sắt trên không. Đấy, thì một số ý kiến thì nói rằng là do không giả tàu giả nhà thầu tiền nên là nó chưa vận hành, xong một số ý kiến thì bảo vận hành thì tốn kém quá, chưa đủ. Đấy, đại loại là nhiều lý do lắm. Đấy, nên là tàu vẫn đang đứng im. Đấy, hơi bị anh em phải rửa cái mặt này cho mọi người xem này. Đấy, đây là cái đường gần Nhạc Viện nên là rất nhiều cửa hàng bán đàn nhá. Và đàn rồi dây đàn, nhớ ngày xưa tôi đi sinh viên tôi cũng lên đây tôi mua dây đàn một lần này. Đấy. Đấy, vừa đi cắt tóc bên này có chỗ này có hiệu tóc cái gì Duyên ấy. Hồng Duyên, à kia cả Hồng Duyên kìa, tôi hay cắt tóc ở đây. Đấy, và chị cắt tóc rất là xịn luôn. Đấy, Nhạc Viện ở đâu đây này. Đấy, sẽ đi theo dọc cái con ngày xưa thì cái đường của nó chỉ là một cái góc nhỏ của cái chắc là 1/4 của cái đường này thôi. Đấy, bây giờ nó đường nó khang trang sạch đẹp như này này, to hoành tráng như này này. Đấy, đấy Học viện Âm nhạc Quốc gia này. Đấy, bên này Học viện Âm nhạc Quốc gia nhá. Đấy, còn bây giờ đi lên đây là đi sắp sửa đi qua Đê La Thành này. Đấy, qua Đê La Thành. Đây này, coffee house các thứ đây. Đây ga này là ga La Thành nhá. Ga kia là ga Cát Linh, còn ga này ga La Thành. Bây giờ dừng phát xem xe nó tắt máy không. Đấy, chế độ auto tiết kiệm xăng active. Đấy, từ khi mà cập nhật phần mềm thì active xăng này coi như không chết máy nhá. Đấy, không bị chết máy như trước nữa, khắc phục được vấn đề chết máy. Thực ra tôi nghĩ cái đấy thì khắc phục đơn giản thôi, người ta cho kích cái gọi là cái độ độ giật của nó nhiều lên thì ví dụ như nó
nó bây giờ nó đề nó không không êm như trước nữa, mà nó phát xong nó để ga đăng ti nó to lên tí, giống kiểu để ga to tí thì nó không chết máy thôi, cái gì đâu. Đấy. Cái đấy không phải là vấn đề lớn, phần mềm xử lý được. Ai chết đấy. Nhưng mà cái này mà mình về mo cái, mình về mo cái mình nhả chân phanh ra cái là nó lại nổ máy. Đấy, cho nên là muốn mỗi dừng khi dừng một cái là phải ấy luôn, phải gọi là khi dừng cái là vẫn phải đã giữ chân phanh thì nó hơi mỏi. Đấy. Cái kia là ga Gia Lâm nhá, ga Gia Lâm. Đấy, đi một tẹo vừa với khoảng độ mấy chục mét đã lại có một cái ga nhỉ. Đấy, thì tàu chạy đi xong rồi dừng liên tục. Đấy, đề luôn. Đấy, đề thì bây giờ nó kêu to hơn trước một tí nhưng mà nó không chết máy. Tôi đã đi thử rồi. Và nhiệt độ ngoài trời mà trên 33 trên 32 độ là chế độ nó không hoạt động nhá. Chế độ tự động active này không hoạt động. Tại vì là trước đây mà lúc mà vừa mấy hôm mà vừa mới đi cài lại phần mềm cái thì là nó lại toàn ba mấy độ thành ra toàn ba mấy quá 32 độ thành ra là nó chả bao giờ active cả, thế mình lại tưởng là họ tắt cái chế độ đấy đi. Đấy, dưới cái ga này trông hầm hố. Đấy, còn bây giờ đi sang đây là nó gọi là đường Hoàng Cầu rồi. Đấy, cái đường này cũng là đường nếu như nói về mấy chục năm trước thì cái đường này cũng là dạng đường mới. 15 năm trước thì chưa có cái đường này. Hoặc là có thì nó cũng rất là bé. Đấy, ngày xưa tán gái đi ra cái cầu hồ Hoàng Cầu này đặt vịt này. Đấy, thời Oanh Liệt ngày xưa. Đấy, bây giờ có bên này có những cái tòa nhà rất là to. Đấy, bây giờ là 5:10. 5:10 nên là giờ này giờ cao điểm. Giờ cao điểm nhưng mà đường phố Hà Nội bây giờ nhìn chung là đã gọi là khá hơn rất nhiều rồi. Đấy, chúng ta vẫn đang đi dưới cái con rồng nhá. Con rồng này là rồng chuẩn bị sống. Đấy, không nói là rồng chết mà rồng chuẩn bị sống. Đấy, nó uốn lượn xung quanh. Thật sự về nói về thẩm mỹ thì cái này là hơi có vấn đề. À, như tôi hôm trước là những cái đường trên không như này chúng ta phải cho đấu thầu cho các cái giới nghệ sĩ, người ta lên đây người ta thể hiện các cái tác phẩm của mình bằng cách là kêu gọi các nhà tài trợ, nó giống như ở con đường gốm sứ ấy. Đấy, thì là tôi nghĩ là một ý hay, thì thành phố nhìn nó đẹp hơn chứ còn nhìn toàn mấy cái khối bê tông này trông kinh lắm, đúng không ạ? Vẽ cây vẽ cối rồi vẽ hoa rồi vẽ những cái nét văn hóa của Việt Nam vào đấy thì nó giữ được nét văn hóa mà nó lại vừa giữ được nét văn hóa này vừa đẹp cho thủ đô đấy, chứ không thành các cái khối bê tông giống kiểu như Thái Lan như tôi đã nói ấy. Rất là kinh đó. Đó, hôm nay trời đẹp quá kìa, có cái Skyline Coffee, quán này thật sự rất lãng phí, cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà đấy, hồ này, hồ Hoàng Cầu này anh em này, hồ Hoàng Cầu đấy, hồ Hoàng Cầu này ngày xưa tán gái ra đạp vịt ở đây. Bao nhiêu em cầm tay không dám cầm tay. Cứ đấy, đường này đường Hoàng Cầu nhá. Đấy, xong rồi mình đâm thẳng đường Hoàng Cầu này sẽ ra đường Yên Lãng. Đấy, một đoạn đây lại có cái ga nữa. Đây ga này gọi là ga Thái Hà. Không biết là thế hệ của tôi có được đi cái tàu này không. Được. Đấy, đấy, bên cạnh này nó có những cái bức tranh người ta thể hiện ở trên cái tường thì rất đẹp. Đường này là đường Hoàng Cầu nhá, bây giờ sẽ đâm ra đường Yên Lãng này. Đường Yên Lãng này cũng dạng đường mới mở đấy anh em ạ. Đường Yên Lãng ngày xưa bé tí, tí đầu teo mà nó là một cái ngõ thôi. Bây giờ nó mở to như này. Đấy, thì các cái đường bàn cờ này mở thế thôi. Thế cho nên có thể nói là không lo, đúng không? Đường tắc thì chúng ta lại mở, chả gì cả. Tắc rồi sẽ lại mở, đúng không? Có lần mà để rồi tôi đưa cho anh em đi cái đường đường Trường Chinh. Ui giời ơi, ngày xưa nó bé tí tẹo teo, nó là đường vành đai ngoài cùng mà. Về đến đường Trường Chinh thì coi như quê mùa cực rồi. Đấy, thế và nó bé tí. Thế nhưng mà bây giờ nó lại đã mở ra to đùng. Nó vừa thông xong. Ông này ông không chờ mà ông đi luôn.
Trời ơi, liều quá. Mình phi thì mình dọa. Đấy, ok. Đây là đường Yên Lãng rồi đây. Và đường Yên Lãng này. Ở đường Hà Nội thì có hơi lằng nhằng một tí là cứ qua một cái ngã tư là lại đổi tên lại thêm một tên đường mới. Đấy, thành ra là nhiều khi là những người mà chưa quen, ví dụ ở Hồ Chí Minh ra là có hơi bị cóng. Mình hiểu ngon VinFast này. Đấy, tại vì đường nó cứ chia nhỏ ra mà. Đấy, nhiều lãnh tụ, nhiều vĩ nhân quá, thành ra phải đặt nhiều tên đường. Đấy, vẫn đi dưới con rồng nhá, vẫn đi dưới con rồng nhá. Bây giờ là đi ra đến đây là ra đến đường Láng này này. Bên tay trái này là showroom của một cái showroom của VinFast. Ngày xưa nó là đấy kìa, VinFast kìa. Tôi làm dịch vụ ở đây, khá hơn ở bên Long Biên. VinFast rồi là xếp hàng ở kìa. Hà Nội mùa thu, cây cơm muội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau phố xưa nhà cũ, mái ngói thơm nồng. Đấy, bây giờ có thể hát Hà Nội mùa thu được rồi. Bây giờ là tháng 8 rồi, chớm thu rồi. Đấy. Trời nó không nắng gay gắt nữa, rất là thích. Ở Hà Nội hay nhất là nó có cái bốn mùa, sợ nhất là mùa hè. Thế nhưng mà mùa thu và mùa đông đấy, thì nó có mùa như thế, thành ra nó hay đủ bốn mùa luôn, xuân hạ thu đông. Còn ở Sài Gòn thì anh ở trong này không có mùa đông đấy, thì chỉ có hai mùa nắng mưa thôi, thì nó không hay, không được hay lắm. Nhưng mà khí hậu trong Hồ Chí Minh thì thích hơn đấy, đặc biệt là về mùa hè. Ui dồi, ông này ông ép mình, anh chàng này. Thôi em sợ anh rồi. Điện máy, công ty điện máy gì đấy. Con xe BMW X1. Dòng xe X là dòng kiểu dạng dòng dạng xe gầm cao. X1, X2, X4, X7. VinFast cũng bắt trước kiểu VinFast, cũng kiểu bắt trước kiểu BMW, đặt tên theo kiểu là Lắc. Cái dòng xe đấy là dòng xe Lắc. Lắc A, Lắc SA. Xong rồi cái ông xe kia thì lại đặt thêm kiểu President. Nói chung là nó chưa thống nhất lắm. Đấy, vì rồi những cái dòng, những cái xe nó sẽ nó thay mấy trường phái. Ví dụ như là trường phái xe xe à đây đường Láng nha anh em nhé, vẫn đi dưới con rồng nhá. Đường Láng. Xe ví dụ xe Toyota thì mỗi dòng xe nó ra nó đặt một tên, ví dụ như là Camry rồi Altis rồi là Virus. Đấy. Còn BMW thì nó đặt theo kiểu X, Y để phân ra hai dòng SUV với cả dòng sedan. Đấy, phải dí vào nhau này chứ không hở ra cái là các anh hùng xe máy lại lao vào ngay. Nên là nhiều khi đi bám xong rồi hay hút vào nhau là như thế. Đấy, đây bên trái của chúng tôi là chúng ta là cái đường là cái chợ Láng này. Đấy, chợ Láng gọi là chợ Thanh Xuân hay chợ gì. Rồi đó, đây là rồng này. Rồi xong đâm ra đường Nguyễn Trãi là về. Hôm sau đi lộ trình khác, không biết cái lộ trình này đã bị xem lần nào đi chưa, lần nào chưa nhỉ. Lần tới đi ngày mai đi đâu nhỉ? Ngày mai đi ra Giải Phóng. Ngày mai đi ra Giải Phóng, anh em có muốn xem đường Giải Phóng không? Đấy, thì tôi sẽ quay ra đường Giải Phóng. Bây giờ cứ lên đường là quay đường nhá. Ngắm đường phố Hà Nội nhá. Ngắm hết đường phố Hà Nội luôn.
Đấy, vẫn đi theo là con rồng này. Con rồng này, cái con rồng sắp sống này sẽ chạy từ Cát Linh cho đến Hà Đông, cuối đường Hà Đông. Về nếu mà nó chạy thì cái tuyến đường này về sau sẽ được giảm tải đấy, tại vì là nó chạy vào trung tâm thành phố. À, còn bên trái này là bên phải này là Royal City. Đấy, thành phố Hoàng gia. Đấy, một trong những khu đô thị kiểu mẫu. Ủa, có một em hot girl này trông như là trông em ấy nhìn trông thất thần kiểu gì ấy. Sợ quá. Đây là kiểu trang điểm thế. Đấy, giờ này là giờ rất là cao điểm rồi đấy, 5:20 này. Thế mà đường xá, cái đường này là đường huyết mạch nối giữa Hà Đông với cả Hà Nội. Tự nhiên nó lại báo hai cái gì đỏ treo ở đằng sau trên xe hai lần rồi đấy. Hôm trước cũng thấy báo thế nhưng mà không hiểu nó là cái gì, chưa kịp nhìn thì nó lại biến mất. Cái xe VinFast này thỉnh thoảng nó lại báo phát tưng quá như thế. Thì tôi nghĩ là cái đấy là phần mềm thôi, không vấn đề gì cả. Nhưng mà nhiều khi ấy, phần mềm nó cũng làm cho cái ấy nó tịt luôn. Đấy, bây giờ tôi đi vào cái khu đô thị kiểu mẫu, khu đô thị Royal City. À, Royal City.